Good morning. Good morning. Good morning. Chào bạn, tới buổi chụp ngày hôm nay. Chào các bạn quay lại với một concept chụp của Team Win IDs. Mình là Khoa, hôm nay mình sẽ chụp chính. Và mình sẽ giải thích cho các bạn rất là nhiều thứ trong cái clip này. Và do là cái vấn đề là hư mic, cho nên là hôm nay các bạn sẽ được nghe mình voice over tại nhà rất là nhiều. Trong video này mình sẽ nói với các bạn về chọn những cái tiêu cự nào trong nhiếp ảnh ha, những tiêu cự khác nhau như thế nào trong nhiếp ảnh. Và ở cuối clip mình sẽ nói cho các bạn biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất trong cái tiêu cự chụp chân dung. Đến với video của ngày hôm nay thì mình đã đem theo tất cả số lens mà mình có để đảm bảo là đầy đủ tiêu cự nhất có thể. Mình cảm thấy các bạn khi mà mới vào nhiếp ảnh á, thì đa phần các bạn sẽ tập trung vào ba thông số đó là ISO, khẩu độ và tốc độ màn chập hơn. Thì cái này cũng tốt thôi, bài này rất là quan trọng. Nhưng mà có một phần quan trọng không kém nhưng các bạn lại bỏ quên nó đi, hoặc là đơn giản là các bạn chưa biết tới thôi, đó là tiêu cự. Chọn tiêu cự nào? Bản thân mình khi mà mới bắt đầu thì cũng như vậy thôi. Và phải sau một khoảng thời gian rất là lâu và phải chạm tay được hết lên tất cả cái tiêu cự rồi thì mình mới thực sự hiểu về nó. Cho nên hôm nay mình sẽ giúp các bạn là không bị mất thời gian giống như mình. Đó là có bao nhiêu tiêu cự mình đem ra mình test hết. Mình test tất cả để các bạn không phải test. Và sau đây là cách chúng ta sẽ làm điều đó. Với mọi tiêu cự mình sẽ chụp hai góc của mẫu, một góc bán thân và một góc toàn thân, từ trên xuống dưới luôn. Mình sẽ thay tất cả những tiêu cự mình có từ rộng cho tới chật nhất có thể. Và mỗi khi thay mình sẽ lùi ra một tí và cố gắng giữ cái bố cục vẫn như tấm hình cũ, để các bạn thì so sánh cái độ, cái sự thay đổi trong background cũng như là độ xóa phông cũng như là những cái sự biến dạng của ảnh ở mọi tiêu cự khác nhau. Và tất cả các ảnh ở đây đều sẽ chụp ở khẩu độ F4 để đảm bảo công bằng nhất cho các lens có thể. Tại vì cái lens tiêu cự lớn nhất của mình chỉ có thể xuống tới F4 thôi, không thể nào xuống thấp hơn nữa. Ý tưởng của ngày hôm nay là anh sẽ chụp em chỉ đứng một góc một duy nhất thôi. Em chỉ đứng duy nhất một dáng thôi. Làm liền cái dáng cho anh coi á. Ủa em, cái làm dáng đâu phải làm tượng đâu. Em làm rồi. Ở đây kìa không mọi người. Làm rồi. Bắt chéo tí được không? Đó. Anh sẽ chụp em đúng duy nhất một tướng này thôi. Nhưng Nhưng mà anh sẽ thay từng cái lens, từ lens rộng cái nó lên từ từ. Càng ngày nó càng xa ra. Anh sẽ đứng từ đây chụp em ha. Từ anh dây ra tút bên kia luôn. Nhưng mà vẫn chụp em đúng duy nhất một cái góc đó, một cái cách tạo dáng đó. Để cho các bạn coi, các bạn so sánh về cái tiêu cự lens nó khác nhau như thế nào thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với lens to nhất, rộng nhất của mình, đó là 17 ha. Ok, với cái lens 17 này mình muốn chụp bán thân của mẫu. Mình sẽ đứng gần như vậy nè. Tiêu cự góc rộng 16 hoặc là 17 thì rất là phổ biến. Trước khi cho các bạn xem hình ở tiêu cự 17 này thì mình muốn cảm ơn Hằng vì đã hy sinh nhan sắc của bản thân để cho chúng ta một cái video đầy đủ thông tin chi tiết nhất có thể này. Và với cái bản chất của một cái lens góc rộng thì nó sẽ bóp méo ảnh rất là nhiều. Thì cái gì ở gần á nó sẽ to ra và cái gì ở xa nó sẽ bé tí lại. Và mặt mẫu cũng không phải là một ngoại lệ. Các bạn có thể thấy trong hình là đây không phải là mặt của Hằng ngoài đời đâu. Mặt của Hằng đang bị kéo dài ra, mũi to lên, bóp méo rất là nhiều. Và nó show ra background rất là nhiều. Bạn nhìn cái background này, nhìn những thứ xung quanh mẫu rất là bừa bộn. Mẫu giống như là hòa vào trong background luôn, không hề có sự tách biệt giữa chủ thể và background. Cái nền á, lens này chắc chắn không nên dùng để chụp chân dung rồi, trừ khi các bạn có một cái ý đồ gì đó rất là đặc biệt trong đầu. Giống cái hình mà mấy cái con mà đưa cái mặt vô camera á. Sáng tới tiêu cự 28 thì các bạn có thể thấy là độ méo mó vẫn còn đó. Nó đã giảm nhiều rồi đó, nhưng nó vẫn còn đó. Thì các bạn có thể lợi dụng cái điều này để mà chụp những cái tấm hình fashion. Các bạn hay để dọc máy xuống thì những cái phần ở rìa ảnh đó, nó sẽ bị kéo dài ra. Bạn có thể lợi dụng điều này để mà chụp đặt cái chân mẫu ngay trong đó đó. Chân nó sẽ dài ra. Nhưng mà với lens này thì background vẫn còn rất là bừa nha. Nếu mà bạn có một cái background đó xịn xịn, bạn muốn show ra thì được. Còn nếu mà cái background bạn quá bừa thì không nên sử dụng nha. Và chúng ta đến với tiêu cự 35. Tiêu cự này rất được yêu thích bởi nhiều người, bởi vì nó rất là đa dụng. Nó có một cái góc độ là không quá rộng, cũng không quá hẹp,
cho nên nó show background rất là tốt. Nếu mà các bạn đang muốn show ra mình đang ở đâu, ví dụ đó, bạn check in ở một cái du thuyền ha, thì cái du thuyền các bạn sẽ nằm ở ngay trong background, nó không bị xóa đi và nó không bị teo nhỏ lại, và nó xóa phông vừa đủ đó. Nó vẫn có độ tách biệt giữa chủ thể và background, khiến cho chủ thể ta không có bị hòa quyện vào trong background luôn. Cho nên đây là một cái tiêu thụ hoàn hảo dành cho Instagram. Đây các bạn sẽ thấy được cái độ xóa phông bắt đầu có tác dụng nè. 50mm, đây là tiêu cự gần giống với tầm nhìn của mắt người nhất. Và cái độ méo mó nó rất là ít rồi, nó gần như là sắp hết rồi đó. Và cái độ xóa phông bắt đầu xuất hiện, chủ thể là hằng đó, với lại cái phông là đang rất là tách biệt với nhau rồi. Và cái khoảng cách khi chụp nó cũng rất là thoải mái rồi, bạn sẽ không phải bị đứng quá gần như một cái lens rộng ha, đứng chọc thẳng vào mặt người ta. Và bạn cũng không quá xa để mà khó khăn cho việc giao tiếp. Các bạn có để ý là nãy giờ sau 4 cái tiêu cự rồi thì cái nền nó càng ngày càng chật lại không? 17 các bạn thấy mọi thứ luôn, cái hàng cây nó phù ra luôn, nó không, bạn không thể nào mà thấy được đây là một cái hàng cây luôn, bạn chỉ nghĩ là đây là có hai cái cây, ba cái cây ở về sau. Và các bạn thấy được cái đống đất người ta đào lên không đó, nhìn cái lens 17 này đúng là chụp như bãi rác luôn. Nhưng mà sau đó khi mà chúng ta lên được tới 28 thì nó gọn gọn lại từ từ, và khi mà chúng ta lên 35 thì nó mất luôn cái đống đất đó rồi. Và lên tới 50 thì cái background càng ngày nó càng hẹp lại nữa. Ta tới được với cái lens 85 rồi các bạn, nãy giờ là nửa tiếng đồng hồ rồi đó, mình đã thay được 3-4 cái lens gì rồi, tới phần mình thích nhất rồi, 55. Khi mà bạn đã lên được tới lens 85 rồi thì cái field of view á, cái góc chụp nó rất là hẹp rồi, cho nên là nó loại bỏ rất nhiều thứ trong background đó. Thí dụ background mình có cái anh này đang ngồi nè, mất tiêu luôn đó. Cái đống đất hồi nãy bạn không còn thấy được nữa, tại vì cái field view nó đã hẹp lại rồi. Và độ biến dạng tới đây là không còn nữa luôn, đây là chuẩn người thật ở ngoài rồi, hằng ở ngoài là như vậy chứ không phải là như cái lens 17 hồi nãy. Và cái lens 85 này do cái độ nén của cái background với lại cái chủ thể á, background gần như là gần lại với chủ thể, cho nên là nhìn nó sẽ rất là lạ mắt, nó bắt đầu không giống như là tầm nhìn ngoài đời của chúng ta nữa, cho nên là nó bắt đầu nhìn có vẻ nịnh mắt hơn đó. Đây là nơi mà cái nghệ thuật bắt đầu á, các bạn nhìn ảnh sẽ cảm thấy nghệ hơn nhiều. 135mm, ở tiêu cự này thì các lens sẽ có xu hướng là trở nên to và dài hơn và nặng nữa, đặc biệt là đối với các lens zoom như là cái con trên tay mình đây. Hơn 50 tuổi rồi, già hơn cả mình nữa, nhưng mà nó vẫn đang chịu đựng rất là tốt. Các bạn sẽ phải đứng rất là xa mẫu và tay mình sẽ rất là nhanh mỏi. Ở tiêu cự telephoto này, hình của bạn sẽ rất là dễ bị mờ đi vì rung máy, nên mình đã xử lý bằng cách dùng tốc độ chụp nhanh để khử rung tay 1/400. Đây là 135. Mình hiện tại đang đứng cách mẫu là 7m, 8m gì đó. Bây giờ chuẩn bị mình lên 200 cái nữa là mình ra tốt ngoài kia mình đứng luôn. 135. Field view càng hẹp hơn nữa. Nó từ một cái góc tù như vậy, nó thành một cái góc dẹt luôn rồi. Nó cũng sẽ hao hao với lens 85 thôi, nhưng mà bây giờ thì background càng được kéo gần lại chủ thể nữa, nó càng phóng to ra hơn nữa. Bây giờ mình sẽ ra mắt cây luôn là 200. Bạn sẽ được trải nghiệm 200mm. Chịu hết nổi cái cảnh này rồi, nặng quá đi, như thấy nét được không? Giống đang cài kính viễn vọng. Ê, nay chụp sao gì vậy? Sao hàng? Sao hàng? Sao kì? Ở chai bót chịu không nổi nữa mày ơi. Quằn luôn, chai bót quằn luôn rồi. Mày coi cái cảnh này nè, buông ra nè. Chưa buông nữa nè. Quá đáng sợ. Đâu hả? Chụp full. Ủa, đứng gần đi chứ, chụp full đi xa vậy? Lên 200 lần. Cần gọi Zalo không? Bây giờ khoan, chụp tiêu cự 200 nguyên con nha mấy bạn. Giờ hàng còn có tí xíu vậy nè. Anh nói em nghe không? Các bạn thấy được cái sự khác biệt của hồi nãy với giờ không? À, hồi nãy là còn chà bá, giờ còn có như đây tí xíu vậy nè. Hồi nãy mình chụp full người là mình đứng cách mẫu chỉ có 1m1 thôi. Bây giờ lấy lên 200 này mình chụp mẫu là mình phải đứng chắc cũng 15-20m đó. Các bạn thấy được cái độ rung không? Đây là trên tripod rồi nha, trên tay tôi rồi đó mà nó rung gì rồi.
Máy ảnh hư rồi. Đó nè. Máy ảnh hư rồi sao lắc gì vậy? Máy ảnh hư chống rung. Đã thiệt luôn á. Và khi chúng ta lên tới lens 200 thì làm gì còn background nữa, không hề biết background là gì luôn. Các bạn thấy nó quện hoàn toàn vào nhau. Ở đây thì tất nhiên là độ méo không còn, nó hoàn toàn chuẩn ở ngoài đời luôn. Với cái background được nén lại rất nhiều như vậy, mọi thứ được đi kéo gần lại chủ thể, nhưng mà vẫn có cái độ mờ rất mờ, thì chủ thể hoàn toàn tách biệt luôn. Các bạn không còn biết cái background là gì nữa luôn. Và nếu các bạn dùng cái tiêu cự 200 này để chụp toàn thân thì đây mới là điểm nổi bật của nó. Đây là nơi mà nó thực sự xuất sắc nè. Nó sẽ biến background bạn từ cái bãi rác thực sự thành một cái nơi rất là đẹp tuyệt vời luôn. Do là cái độ nén quá nhiều như vậy á thì nó nhìn rất là lạ mắt. Mắt người sẽ không thể nào quen được với cái tầm nhìn như vậy đâu. Cho nên là ảnh của bạn nhìn rất là nghệ thuật. Và từ đó nó rất là hút, nó rất là thu hút ánh mắt nhìn của tao vào. Nhưng mà cái lens này vẫn có hạn chế của nó là bạn sẽ cần rất là nhiều khoảng trống. Bạn sẽ phải lui lại rất là xa, đứng rất là xa. Cho nên những cái cảnh mà không khoảng trống thì bạn không chụp bằng lens này được. Và thứ hai nữa là cái sự giao tiếp. Các bạn rất xa mẫu rồi, các bạn không có giao tiếp được với mẫu nữa. Và cái độ rung lắc nó rất là kinh khủng. Nó rung cực kỳ rung luôn. Cho nên ở đây mình đã chụp với tốc độ là phải nhân đôi lên, là 400, 1/400. Và tới đây nếu mà các bạn vẫn còn cảm thấy quá mơ hồ, vẫn chưa hiểu nữa, thì mình đã xếp chồng tất cả các ảnh từ tiêu cự rộng nhất tới chật nhất để bạn so sánh một cách rõ ràng nhất. Và xem xong bạn nổ não liền luôn. Nó rõ ràng ra đó luôn. Bạn nhìn kỹ cái background nhé. Okay. Mình biết là nãy giờ mình đã liên thuyên nói rất là nhiều rồi, và các bạn đã cũng đã tập trung lắng nghe về những cái tiêu cự này rồi, đúng không? Tập trung nghe mà đúng không? Thì sau đây mình sẽ thưởng cho các bạn một đoạn B-roll của Hằng và một số tấm hình chụp tự nhiên chứ không phải là cái tướng cứng ngắc như nãy giờ nữa. Tận hưởng nhé. Ok, và đó là toàn bộ clip của chúng ta. Đây là cái phần mà bạn mong chờ nãy giờ ha. Cái câu trả lời quan trọng nhất, cái điều quan trọng nhất trong cái clip, cái video ngày hôm nay. Tiêu cự nào là tốt nhất để chụp chân dung? Thì nếu các bạn coi từ đầu tới giờ, chắc chắn là các bạn đã quyết định được cho chính mình rồi. Mà mình sẽ nói luôn, tiêu cự bạn xài nhiều nhất là tiêu cự tốt nhất để chụp chân dung. Tại vì các bạn sẽ thích chụp 35 ha. 35 thì nó show ra cái background nhiều hơn, nó cho những bạn mà thích chụp Instagram. Còn có những bạn thì thích chụp chân dung sáp phông thì bạn sẽ lên tới 50 nè, bạn lên tới 85 và bạn lên 135, 200 luôn. Đó. Thì không có tiêu cự nào là chụp chân dung tốt nhất. Nhưng mà đối với mình thì mình vẫn thích cái 85 mình nhất. Vậy, đừng chụp 17. Đừng chụp 17, đừng chụp 17, đừng chụp 17. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Mỗi lần mà em nói cái câu mà đừng chụp 17, anh sẽ để cái hình em lên đừng chụp 17, xong cái anh zoom lên đừng chụp 17. Zoom lên đừng chụp 17. Làm cái ghép luôn. Làm cái ghép luôn. Thật ra là không có cái lens nào xấu á, do cách bạn chụp thôi. Không, nhưng mà cái nãy lấy 17 chụp hàng vẫn xấu vậy rồi. Cái mong là các bạn đã học điều đó từ video này. Rất cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Giống nít quá. Giống nít quá. Giống chương trình cái chị mới nghe.